Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Cross phiên bản mới thay đổi phiên bản 2023. Và xem chiếc xe này vào thời điểm tháng 2 năm 2023 này mới thay đổi có gì và giá bán nó sẽ như thế nào. Đầu tiên thì năm 2023 thì cái bản tất cả phiên bản của Cross đều không thay đổi, đều có 3 phiên bản là 1.8G, 1.8V và 1.8HV. Tuy nhiên nó sẽ có một vài thay đổi nhỏ. Ví dụ như là phiên bản G sẽ được thay đổi lên phiên màn hình lớn có kích thước là 9 inch và có Apple CarPlay, Android Auto 0 giây. Và phiên bản 1.8V này cũng được cập nhật lên màn hình là Apple CarPlay 0 giây. Và phiên bản sang điện cũng vậy. Cả hai phiên bản 1.8V và 1.8HV phiên bản sang điện đấy ạ, thì đều được trang bị thêm là chức năng kết nối Apple CarPlay 0 giây và Android Auto 0 giây. Ngoài ra thì được trang bị thêm một chức năng nữa cũng là khá là hay. Chức năng đó là cúp điện zin theo xe. Thì phiên bản trước thì rất nhiều khách hàng phiền toái vì là phải mua xe xong vẫn phải độ cúp điện. Thì phiên bản này đã được nhà máy nghe lắng nghe và trang bị cho chiếc xe Cross phiên bản 2023 này những chức năng như vậy. Và em sẽ giới thiệu cho anh chị về cái giá bán của các phiên bản 2023 như sau. Thì thứ nhất, phiên bản 1.8G sẽ có giá niêm yết là 755 triệu. Và thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm cho anh chị là khoảng 29 triệu tiền mặt và tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá là 15 triệu. Thì để ra biển chiếc xe này thì anh chị chỉ cần khoảng nhỉnh 800 một chút là có thể lăn bánh được rồi. Còn trả góp thì anh chị cần chuẩn bị cho em khoảng tầm 240. Còn phiên bản thứ hai là phiên bản 1.8V, phiên bản trước mắt chúng ta đây, có giá niêm yết là 860 triệu và thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm cho anh chị là 30 triệu tiền mặt và ngoài ra vẫn tặng cho anh chị thêm một gói phụ kiện trị giá là 15 triệu nữa. Thì để ra biển chiếc xe 1.8V phiên bản 2023 này thì anh chị cần chuẩn bị giúp em khoảng 920 triệu và để trả góp thì anh chị cần khoảng 270 thôi. Còn phiên bản cao cấp nhất, phiên bản xăng điện thì có giá niêm yết là 955 triệu. Thời điểm hiện tại thì bên em đang hỗ trợ cho phiên bản đấy là một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Và để ra biển thì anh chị cần chuẩn bị cho em khoảng tầm 1 tỷ 055 triệu. Còn trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em khoảng tầm hơn 300 một chút là có thể là lăn bánh ra rồi. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu anh chị về cái giá bán của chiếc xe Cross phiên bản 2023. Thì sau đây em sẽ giới thiệu anh chị chi tiết chiếc xe này phiên bản 2023 có gì giống và khác so với phiên bản 2022. Thì đầu tiên vừa rồi trong khi giới thiệu về cái giá bán của các phiên bản thì em đã đi một vòng về xung quanh ngoại thất chiếc xe này, thì anh chị sẽ thấy nó sẽ không có điểm gì khác biệt phần ngoại thất cả, đều được trang bị là form bên ngoài là giống nhau. Còn những cái miếng màu trắng hay là cái miếng dán bảo vệ khi bên em cẩu xe qua cảng biển thôi. Còn ngoại thất thì giống hệt nhau, đều được trang bị camera 60, 6 cảm biến trước, Toyota City Sense, cụm đèn full LED, la răng 18 inch, đều được trang bị cửa sổ trời, rồi các cái cửa sổ trời và giá nóc như nhau, mức tiêu thụ nhiên liệu cũng là như nhau. Còn ngoài ra thì phần nội thất thì cũng nhìn qua thì cũng không có gì là khác biệt cho lắm. Tuy nhiên cái màn hình này đã là màn hình có Apple CarPlay không dây rồi, thì em sẽ để máy lên để cho anh chị xem là cái màn hình này sẽ thay đổi cái gì. Màn hình này thì anh chị thấy nó sẽ trông nó sẽ mượt mà giao diện nó trông nó sẽ đẹp hơn rất nhiều so với màn trước, kể cả hiệu ứng khi mà xe khởi động như anh chị vừa được nhìn thấy. Ok, thì cái giao diện của màn hình nó sẽ khác so với cả cái phiên bản ngày xưa, và ngoài ra sẽ có cái kết nối Apple CarPlay không dây. Có cái nút để bật camera 60 ở trên này. Camera 360 thì vẫn nét như vậy. Có hình ảnh xe này, rồi cái giao diện của cái màn hình này rất là khác, đẹp hơn rất nhiều so với bản trước. Còn ngoài ra thì cụm điều hòa như nhau, nội ngoại thất, cửa sổ trời, rồi gương chiếu hậu các thứ đều như nhau. Còn ngoài ra cái thay đổi tiếp theo, thay đổi về cúp điện thì em giới thiệu cho anh chị. Đây là chiếc xe chìa khóa của phiên bản 2023. Thì nó đã trang bị được thêm một cái chức năng nữa là chức năng mở cốp
ấn giữ và cô sẽ mở lên. Đó, đây là cốp zin theo xe, nó cốp điện rồi. Còn ngoài ra thì đây là cái nút mở đóng khóa cốp này, đây là nút đóng cốp này, còn đây là nút đóng cốp và kết hợp với cả khóa cửa luôn. Anh chị ấn vào cốp sẽ tự hạ xuống. Còn các chi tiết khác ở phần đuôi xe thì hai phiên bản đều giống nhau. Và đặc biệt là như anh chị thấy, chiếc xe này có được trang bị thêm là chức năng đá cốp. Như em vừa giơ chân đá ấy, thì cốp đã là mở lên và cái cảm biến nó rất là nhạy luôn. Đó. Vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán, về các chi tiết thay đổi giống và khác gì so với phiên bản 2022 và giá bán của chiếc xe Toyota Cross phiên bản 2023, tất cả phiên bản. Thì anh chị nào quan tâm hơn, chi tiết hơn về các nội dung như là trả góp, về màu xe, giá xe và các phiên bản, thì anh chị vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.